chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Thế Giới Đầu Câu. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một mẫu máy câu đứng với thương hiệu là Amu Garcia. Đây là trên tay mình, đây là con mang tên là Black Max SP20. Con này thì nó được sản xuất tại Trung Quốc với công nghệ Nhật nha mọi người. Đây. Với cái con này á, thì chỉ thuộc vào thể loại là chuyên câu lua thôi, tại vì con này có trọng lượng rất là nhẹ. Cái phần cối này á thì nó được làm bằng chất liệu kim loại, còn cái phần body của em này á thì nó được làm bằng nhựa cứng nha. Cái phần tay quay này cũng bằng kim loại luôn, và cái này thì bằng nhựa dẻo này. Đây. Quay rất là êm và nhẹ, cầm cảm giác nó rất là gọn vừa với cái tay của mình luôn. Đây thì bây giờ em sẽ đi thông số chi tiết của con máy này nhá. Đây. Con này thì gồm có 4 bậc đạn. Và tỷ số chuyển động của nó là 5.1:1. Còn cái này là 27 in thì cái này nó có 68 cm, là một vòng quay của nó là vào được 68 cm nha mọi người. Độ tái cá là được 6,4 kg. Trọng lượng của nó rất là nhẹ, chỉ có 253g thôi. Thì vừa rồi mình đã nói thông số là nói thông số của con SP20. Thì bây giờ là mình sẽ nói qua bên con SP60 nha. Thì con này nó sẽ to hơn, bởi vì nó là SP60 mà, 60 thì nó sẽ to hơn con 20. Con này thì chuyên câu ngâm nha mọi người, như các bạn câu cột tra, con chép. Thì cái sản xuất và cái chất liệu thì nó cũng giống như con SP20 này thôi. Nó chỉ khác là cái size thôi, nó to hơn và thể loại của nó là câu ngâm, còn em này thì câu lua. Đây. Rất là chắc chắn. Con này cái thông số nó khác hơn cái con SP20 này. Khác ở chỗ vào dây, đó là con này vào một vòng quay thì nó được 77 cm, còn sức tải cá của nó là 9,1 kg, và trọng lượng là 374g. Đây mình sẽ mở phần trong cái cối cho các bạn xem nha. Đây là phần trong cái cối nha các bạn. Đây là chất liệu kim loại rất là bền. Cái trục thì rất là chắc chắn nha. Cái này anh em mà nếu mà không thuận tay trái thì mình có thể đổi sang tay phải, hoặc nếu mà không thuận tay phải thì mình có thể đổi sang tay trái. Nên tại vì cái tay quay này mình có thể đổi được hai chiều mà. Máy này mà tải cá 9,1 kg thì nó rất là bạo lực rồi đó. Bạo lực và giá nó cũng mềm nữa. Đây. Bạn có thể đổi tay quay dễ dàng. Với mẫu máy á, nhỏ gọn và siêu nhẹ này, đầy tiện lợi như vậy thì giá nó thì cũng không khá là cao đâu. Thì bạn nào mà quan tâm á, thì để lại số điện thoại ở bên dưới video, hoặc là các bạn có thể điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0968 277 835 để được mình tư vấn nha. Hoặc là các bạn có thể ghé địa chỉ cửa hàng mình tại 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video của mình. Mình xin chúc các bạn sau những chuyến đi câu sẽ mang về được nhiều cá hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.